Chờ tí đang hãm chờ. Tiếp tục báo cáo.
Nay thả cá trong rèo rồi cho anh em chơi chủ nhật nhá. À, cũng mớ đấy. Đâu mà. Anh em chỉ bị nhức lách nhiều phết. Gầy không? Gầy anh à. Tháo cái đầu này đinh rồi này này. Cái này quay cho anh em nhìn thấy rõ cá. Cá bao la?
em chuẩn bị vào nhức lách. Chủ hồ 200 kg cá. Ui, còn nhiều lắm. Thả ra nó chết rồi, thả ra nó bị dính nữa không ra. Rồi, cái dèo rồi anh em ơi, phần 200 kg anh em vào ủng hộ nhá. Kết thúc nhá. Hello anh em, cá trưa mà vẫn ăn nhiệt nha, sấp đôi sấp ba này, hai cần lên liên tục luôn nè. Hai cần lên lúc luôn, sấp đôi đấy, ba cần lên luôn, đấy, cần này lên tiếp tục lên. Đấy, dưới kia hai cần, hai con. Đấy, sáng ra chép phi ăn mạnh, bây giờ chép ăn mạnh anh em. Đến giờ này là chép ăn mạnh. Đến giờ này chép ăn mạnh ăn phi rồi. Cá liên tục. Rồi vô vật kết thúc nha anh em. Cậu kéo thì kéo ủng hộ nha. Sáng ra đã đựng 200 kg cá ở trong dèo ra rồi nha anh em. Đấy, nhưng mà thằng em nó live stream hộ, nó không biết lối quay. Đấy, có hai cần thủ chứng kiến nha, có thả 200 kg cá trong dèo. Hôm nay anh em cuối tuần đánh cho nó có cảm giác. Anh em câu kéo gì kéo ủng hộ nha. Cá bên này vẫn ăn nhiệt nha. Kết thúc nhanh nha. Câu kéo gì kéo ủng hộ nha. Hello anh em, báo cá cho một ca ở khách. Đánh 12 rưỡi đến giờ. Rồi kết thúc nhanh nha. Anh em câu kéo gì kéo ủng hộ nha. Cá vẫn ăn nhiệt nha. Đây cần thủ mới tập câu nha. Rồi kết thúc nhanh anh em.